Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình làm để giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc mút tám cạnh cao cấp dành cho trẻ em. Ở phiên bản trẻ em này có tên gọi là phiên bản mini. Mình sẽ show cho các bạn xem phần thông số của côn được in trên vỏ hộp. Đây là phiên bản mini. Độ dài thân côn là 25 và độ dài dây côn là 13 cm, rất phù hợp cho trẻ em hoặc các bạn nữ. Đó, trọng lượng là 100 g, cực kỳ phù hợp cho trẻ em hoặc các bạn gái. Chất liệu mút xốp EVA và lõi nhựa PA66. Đó, bên này có mã QR, hàng chuẩn công ty. Cái phần thiết kế này cũng cực kỳ đẹp, là hình thân côn, dây côn chạy qua đây rồi thân côn. Đấy, phần vỏ hộp nó là như thế nhá. Tiếp theo mình sẽ show cho các bạn xem phần sản phẩm bên trong. Trước tiên đây nhá, vỏ hộp thế này, các bạn lật ngược lại như thế này, sau đó gẩy phần này lên, gẩy phần này lên, lật ngược lại, cầm lôi ra, lôi sản phẩm ra nhé. Đây, nhớ gậy hết cái này ra không nó mặn. Đây, và trong này là sản phẩm của chúng ta, trên cùng là thân côn và có cái dây côn vừa bị rơi ra đây, dây côn để thay thế đó, phần côn và túi hắc long vân. Ok, hết. Giờ mình sẽ đi sâu vào phần giới thiệu. Côn được đựng trong một cái túi ni lông rất đẹp như thế này. Đó. Và đây là phần thân côn chỉ với một dây côn. Phía trong là lõi nhựa. Toàn bộ thân côn là 8 cạnh, đầu to đầu nhỏ, phù hợp cho các em nhỏ. Trên đây có dòng chữ Safety Nunchaku, côn nhị khúc an toàn, và có logo thương hiệu sản phẩm. Đây là sản phẩm cao cấp nhất trong số những sản phẩm dành cho người mới tập và nhất là trẻ em. Vì thế nên là các bậc phụ huynh và các em nhỏ hãy quan tâm đến sản phẩm này. Nó cực kỳ an toàn cho các em nhỏ nhé. Đây, có thể múa nghệ thuật rất đẹp. Với trọng lượng 100 g thì phù hợp với các em nhỏ, bởi vì là nhà sản xuất đã tính toán rằng là côn nhị khúc mới tập mà dành cho các em nhỏ ấy, thứ nhất là phải đảm bảo độ an toàn, thứ hai là phải đảm bảo cái côn đó phải đúng chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật. Bởi vì sao? Về độ dài thì nên lấy để 25 cm thôi, để 29 đến 30 thì sẽ quá dài so với các em nhỏ, và cái đường kính thân côn cũng được thiết kế nhỏ hơn so với mẫu côn khúc 8 cạnh cao cấp dành cho người lớn. Với trọng lượng thấp 100 g như thế này thì sẽ đảm bảo cho các em là tập không bị mỏi và không hại cổ tay của các em. Bởi vì các em nhỏ mà tập côn nặng quá, khi còn nhỏ chưa phát triển hết thì cái cổ tay còn cực kỳ yếu, nên là nếu như tập côn nặng thì sẽ phá hỏng hết cổ tay của các em. Vì thế nên là các em nhỏ và các bậc phụ huynh nên lưu ý như vậy, nên mua những cái sản phẩm côn đi khúc cực kỳ nhẹ thôi cho các em luyện tập đó. Và quan trọng nhất như mình vừa nói vừa rồi, đó là cái độ an toàn. Thì cái côn này an toàn tuyệt đối an toàn luôn. Trừ khi là đánh thẳng vào mắt như thế này thì còn có thể là gây chấn thương, chứ thực ra thì trong tập luyện những cái va chạm như là đánh vào đầu hoặc đánh vào khuỷu tay, đây khuỷu tay các em như thế này, hoặc đánh vào vai, đánh vào hông đó, hoặc đánh vào tay bên này thì không hề hấn gì cả. Nó thực sự là nó được giảm chấn tối đa có thể rồi, và một giây thế này giúp cho các em điều khiển côn cực kỳ tốt luôn.
bởi vì là một dây liên kết chặt chẽ với thân côn, không bị hai dây nó bị kéo nhau gì cả. Như là người lớn thì có thể tập là dây như thế nào cũng được, cũng ok, nhưng mà riêng trẻ em thì phải thật là đơn giản và dễ tập. Đấy, nên là các em nhỏ mà có sở thích với cô Nhị Khúc thì không cần phải lo lắng nữa khi đã mua sản phẩm này về. Đó, các bậc phụ huynh nên quan tâm đến sản phẩm này để đầu tư cho con mình một cái sở thích lành mạnh, vừa là múa nghệ thuật, vừa là đảm bảo cho các em có một cái sức khỏe tốt, một môn thể thao lành mạnh, tránh xa được những cái trò vui chơi giải trí nó vô bổ, ví dụ như là chơi game hoặc những trò không tốt khác. Thì đối với trò cô Nhị Khúc này thì nó múa nghệ thuật như thế này cực kỳ đẹp, mà giúp cho các em luyện tập được cái sự tự tin trước đám đông khi các em biểu diễn, và sau này sẽ ăn sâu dần dần vào trong tâm trí các em, trong tâm thức các em, rằng là khi mà đã luyện côn thì sẽ luyện được những cái bản lĩnh, và dần dần các em sẽ thích học võ thuật, một điều rất là tốt. Các em học võ rất tốt. Cực kỳ nhẹ. Đó, nên là rất phù hợp với các em nhỏ nhé. Đó, nhẹ quá nên cái đầu bị bật ra đây. Đó, nó bị bật ở trên tay như này. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn quan tâm mua hàng vui lòng truy cập website cnk.vn hoặc gọi vào số tổng đài 1900 0114 để được tư vấn và đặt hàng trực tiếp. Ok, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn luyện tập của mình ở trên kênh Facebook này, hoặc vào website cnk.vn thì các bạn có thể tập những bài côn Nhị Khúc theo bài bản hệ thống ở trong đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip.